Trên khắp thế giới có những địa điểm nổi tiếng với khả năng chữa lành bệnh. Một vài nơi đã được khoa học nghiên cứu và giải thích, nhưng rất nhiều địa điểm khác vẫn còn là một bí ẩn. Và tất nhiên, những câu chuyện về khả năng chữa bệnh của các vùng đất này xuất hiện hàng năm. Thành phố Lourdes. Từ năm 1858, vào thời điểm đó, cô bé 14 tuổi Bernadette Soubirous nhìn thấy ảo ảnh đầu tiên về Đức Mẹ Đồng Trinh Mary xuất hiện trong hang động Grotte de Mazabien. Đức Mẹ Mary bảo Bernadette uống nước suối từ hang động và hướng dẫn các linh mục xây dựng một nhà thờ ở đó. Chẳng bao lâu, thành phố Lourdes trở thành một trong những địa danh quan trọng nhất của những người hành hương Công giáo La Mã trên thế giới. Sự khỏi bệnh của Desilia Ciroli vào năm 1989 cũng là một trong những phép lạ xảy ra ở Lourdes. Khi lên 10 tuổi, cô bé được chẩn đoán mắc ung thư xương, có một khối u ác tính trong xương của cô bé. Xét nghiệm của bác sĩ xác nhận rằng không còn chút dấu vết nào của khối u trong cơ thể. Jean Freitel cũng phục hồi sức khỏe ở thành phố Lourdes. Vào năm 1937, Freitel được chẩn đoán mắc một căn bệnh kỳ lạ mà bác sĩ không thể xác định và không có phương pháp chữa trị nào. 11 năm sau, Freitel đến thăm thành phố Lourdes và ngay lập tức được chữa khỏi bệnh. Sau đó, cô ấy trở thành một bà sơ. Nhà thờ cho rằng sự phục hồi của cô ấy là một phép màu kỳ lạ. Nguồn gốc của năng lượng chữa lành bệnh của thành phố Lourdes là từ những ảo ảnh của Bernadette. Vì vậy, nó khiến mọi người hoài nghi. Nhưng con số là không thể bàn cãi. Một năm sau giấc mơ của cô bé về Đức Mẹ Mary, có 32 ca lành bệnh ở Lourdes. 7 ca trong số đó không thể giải thích bằng khoa học. Machu Picchu. Machu Picchu là một địa điểm tâm linh nổi tiếng nằm trên vùng đồi núi của quốc gia Peru. Nó được xây dựng bởi người Inca. Vào năm 1911, Thượng nghị sĩ người Mỹ Hiram Bingham luôn thắc mắc làm thế nào mà tại đây giữa những ngọn núi và khu rừng ở độ cao gần 2.500m so với mực nước biển. Những người dân bản địa tiền Colombo để lọt qua các tảng đá nặng. Bên cạnh những công trình cổ xưa bí ẩn này, Machu Picchu cũng là nơi các trường năng lượng giao nhau. Thành phố cổ xưa này cho thấy tổ tiên của chúng ta có khả năng sử dụng các trường năng lượng siêu nhiên. Cũng giống như những địa danh tâm linh khác trên thế giới, Machu Picchu được xây dựng trên một địa điểm tập trung năng lượng mạnh nhất. Theo các nhà khoa học, kỳ quan thứ bảy mới của thế giới có thể được coi là một trong những luân xa của thế giới. Những địa điểm này không chỉ có khả năng chữa lành bệnh cho những người viếng thăm mà chúng còn có ảnh hưởng tích cực đến cả hành tinh. Những bài thuốc chữa bệnh làm từ hoa lan địa phương được rất nhiều người hành hương săn lùng. Các pháp sư và thầy lang đến đây để tìm kiếm năng lượng và trí tưởng tượng. Rất nhiều người hành hương đến thăm Machu Picchu nói rằng họ cảm thấy hành trình cuộc sống đã dẫn họ đến đây. Những pháp sư địa phương cũng có cảm giác tương tự. Như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ hàng năm trời vậy. Một người hành hương cho biết, mặc dù trên thực tế anh ấy đang trụ vẫn còn là một bí ẩn, chúng ta vẫn chưa chắc chắn tại sao nó lại được xây dựng. Stonehenge. Stonehenge chắc chắn là địa danh bí ẩn nhất Anh Quốc, nếu không nói là trên toàn thế giới. Cho đến nay, không ai biết được người đã xây dựng nên công trình bằng đá khổng lồ này. Và quan trọng hơn cả, họ xây nó để làm gì?
Vào năm 2007, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc ở vùng lân cận Stonehenge. Họ tìm thấy tàn tích của một ngôi làng. Không lâu sau, các giả thuyết về việc Stonehenge là nơi chôn cất bắt đầu xuất hiện. Một vài nhà nghiên cứu còn cho rằng đây là nơi chôn cất của nhà vua. Tuy nhiên, các phát hiện khảo cổ cho thấy công trình này là nơi viếng thăm của những người bệnh. Giả thuyết này dựa vào những bộ xương gãy nát được tìm thấy xung quanh. Giả thuyết này bắt nguồn từ một truyền thuyết cổ xưa rằng những phiến đá khổng lồ được vận chuyển từ Ireland bởi thầy phù thủy Merlin vì năng lượng chữa lành bệnh tật. Merlin là nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết vua Arthur. Một truyền thuyết khác kể về một hòn đá nằm bên rìa công trình Stonehenge được gọi là Hillstone. Giả thuyết về việc Stonehenge là nơi chữa bệnh có thể bắt nguồn từ cái tên của hòn đá Hillstone. Những hòn đá màu xanh cấu thành nên phần chính của di tích được cho là có sức mạnh chữa lành bệnh. Nó khiến cho Stonehenge trở thành địa điểm nổi tiếng dành cho những người bị thương và bị ốm trong thời kỳ đồ đá mới. Nó có sức ảnh hưởng kỳ diệu. Các hòn đá tỏa ra thứ ánh sáng huyền bí, trông giống lớp xương mù nhạt màu xanh trên ảnh. Biển chết. Ngày nay chúng ta biết rằng tắm muối biển giúp làm sạch và thải độc cơ thể. Vào thời cổ đại, khi nền y học mới đang ở giai đoạn sơ khai, thì những tác dụng của biển chết được coi như một phép màu. Biển chết nằm giữa biên giới Jordani và Israel. Đó là nơi chữa bệnh kỳ diệu. Biển chết là một trong những khu nghỉ dưỡng lâu đời nhất. Nó được phát hiện bởi vua Herod Đại Đế trước kỷ nguyên đầu tiên. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra là người quảng bá tác dụng làm đẹp và chữa bệnh của nó. Tắm dưới biển chết giúp tuần hoàn máu và tái tạo tế bào. Người tắm cảm thấy thoải mái nhờ vào tác dụng của iốt và brom. Tôi đến đây hàng năm để trị bệnh tràm mãn tính và đau xương khớp. Tôi đến đây 3 tuần trước, hiệu quả vẫn như trước đây. Tôi không cần phải sử dụng những loại thuốc có tác dụng phụ nữa. Những lợi ích về sức khỏe không chỉ xuất phát từ nước biển, da và bệnh viêm khớp. Theo truyền thuyết, tàn tích của thành phố Sodom và Gomorrah nằm ở dưới đáy biển chết. Đây là hai thành phố tội lỗi bị Chúa Trời hủy diệt. Nhưng nếu bạn có ý định đến thăm biển chết, đừng chần chừ. Mỗi tháng mực nước biển lại giảm 6 cm. Với tốc độ này, biển chết sẽ biến mất trong 35 năm nữa. Sông Hằng. Dòng sông Hằng linh thiêng là dòng sông lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Tuy nhiên, có một vài ý kiến trái chiều về năng lực chữa lành bệnh của nó. Dòng sông khá ô nhiễm. Tình trạng này là do chất thải từ thành phố Varanasi được xả trực tiếp xuống dòng nước. Hàng ngày có hàng trăm nghìn người tắm trên dòng, thi hài người chết được hỏa táng bên bờ sông. Sau đó, tro cốt sẽ được giải xuống nước. Tuy nhiên, những người hành hương vẫn uống nước sông Hằng mà không bị nhiễm bệnh. Người dân địa phương tin rằng nước sông Hằng là Amrita, có nghĩa là thuốc tiên. Nó gột rửa mọi bệnh tật và ưu phiền cho người sống và mang lại bình yên cho người đã khuất.
người Hindu tin rằng dòng sông là hiện thân trần thế của nữ thần Ganga. Tiên của ông đã sống trong khổ hạnh trong suốt 3 thế hệ để thoát khỏi tội lỗi. Nữ thần Ganga xuống trái đất từ thiên đàng Gangotri và hình thành nên dòng sông. Đây là nơi đức vua tổ chức nghi lễ tắm rửa. Ngày nay, có tới 2 triệu người thực hiện nghi lễ tắm rửa mỗi ngày. Vì một lý do bí ẩn nào đó mà nguồn nước sông Hằng không chứa các vi khuẩn gây bệnh. Một vài giả thuyết cho rằng chỉ những vi khuẩn tiêu diệt các vi khuẩn gây hại khác mới có thể sống sót. Một vài giả thuyết khác cho rằng đó là do nguồn nước bắt nguồn từ các tảng băng Himalaya. Tuy nhiên, những người Hindu không tin vào bất cứ giả thuyết nào. Đối với họ, nước sông chỉ đơn giản là rất linh thiêng. Rất nhiều người bị thuyết phục rằng nước sông có thể rửa sạch mọi tội lỗi. Vì vậy, hàng năm có hàng nghìn người hành hương đổ đến dòng sông để thanh lọc tâm hồn. Một vài người thả tro cốt của những người thân đã khuất xuống dòng sông với niềm tin rằng dòng nước linh thiêng sẽ dẫn dắt linh hồn họ tới thiên đường. Hàng nghìn người hành hương từ khắp nơi ở Haiti tham gia vào hành trình đến thác nước Sodo nằm ở các dãy núi Hispaniola. Vào đầu tháng 7, trong lễ hội Kitô giáo của Đức Mẹ Đồng Trinh Carmen, ngôi làng Villebonne trở thành trung tâm tôn giáo của cả đất nước. Truyền thuyết kể rằng khoảng 150 năm trước, Đức Mẹ Đồng Trinh đã xuất hiện trên một linh mục người Pháp lo sợ rằng mê tín dị đoan sẽ gây ra bạo lực giữa các tín đồ Baptist ở châu Phi. Ông đã đốn chặt các cây cọ xung quanh thác nước. Tuy nhiên, việc này vẫn không ngăn chặn được sự ra đời của một giáo phái đồng bộ. Địa điểm hành hương linh thiêng nhất ở Haiti đối với các tín đồ Voodoo và Đức Mẹ Đồng Trinh Carmen trở thành người bảo trợ tâm linh cho đất nước. Tôi biết rằng ngôi làng Milak thuộc về Đức Mẹ núi Carmen. Bà thực hiện phép màu, bất cứ khi nào bạn đến chỗ bà để xin một điều gì đó thì chắc chắn bạn sẽ nhận được nó. Hành hương thực hiện một nghi lễ gột rửa bên dưới thác nước 100 mét. Đầu tiên, họ sẽ tẩy rửa thân xác rồi mới đến tâm hồn. Mọi người mang hoa và nến. Một vài người khác chỉ mang theo xà phòng và thảo mộc để trà lên cơ thể trong khi cầu nguyện ở Creole. Những người hành hương tin rằng dòng nước có những yếu tố kỳ lạ. Họ nắm tay nhau giơ lên trời trong khi tắm và xin các vị thần hàn gắn các mối quan hệ tan vỡ. Một vài người gục ngã do bị choáng ngợp bởi cảm xúc của chính mình. Nhưng những người dân địa phương tin rằng họ được linh hồn của các vị thần nhập vào cơ thể. Dù hiểu theo cách nào, Sodo vẫn thật bí ẩn. Medjugorje là một địa điểm nổi tiếng của những người hành hương tại quốc gia Bosnia và Herzegovina, thuộc bán đảo Ban Căng, đến viếng thăm hàng năm. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, Đức Mẹ Đồng Trinh được cho là đã xuất hiện ở đây trước mặt 6 thiếu niên. Sự xuất hiện của Đức Mẹ xảy ra trên ngọn đồi Srnica, nằm giữa thành phố Medjugorje và Biakovic. Đức Mẹ Đồng Trinh và bế một đứa bé trên tay. Ngày hôm sau, 4 trong số 6 thiếu niên chứng kiến cảm thấy cần phải quay lại ngọn đồi. Các em đi cùng 2 người bạn nữa. Ảo ảnh đó lại xuất hiện. Bọn trẻ cầu nguyện và nói chuyện với Đức Mẹ. Lời nhắn của Đức Mẹ là hãy thiết lập hòa bình trên thế giới. Kể từ đó, ngày nào Đức Mẹ cũng xuất hiện. Tuy nhiên, bà chỉ gặp từng người một và kể cho họ nghe những bí mật về tương lai. Kể từ lúc xuất hiện đến năm 1990, những người chứng kiến đầu tiên gần như ngày nào cũng nhìn thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ không xuất hiện ở cùng một địa điểm và với cùng thời lượng. Đôi khi họ chỉ nhìn thấy trong 2 phút, thỉnh thoảng lại tới 1 tiếng. Sự xuất hiện này bị rất nhiều người nghi ngờ và cho đến nay chúng vẫn chưa được nhà thờ hay giáo hoàng công nhận. Nhưng nó không hề cản trở hàng triệu người hành hương đến viếng thăm hàng năm.
những câu chuyện nhiệm màu vẫn tiếp tục xuất hiện. Câu chuyện cuối cùng được ghi chép lại là một bức tượng Đức Mẹ bằng đá 30 năm tuổi của nhân chứng đầu tiên bắt đầu phát ra những tia sáng bí ẩn. Núi Bản. Núi Bản là ngọn núi lớn nhất thành phố Cape Town ở Nam Phi. Ngọn núi rất linh thiêng đối với những người Khôi Khôi và người San. Họ là những cư dân đầu tiên sinh sống ở thành phố Cape Town. Họ gọi ngọn núi là Heriwago hay ngọn núi của biển và nó được coi là biểu tượng của đất nước Nam Phi. Tín đã đến thăm ngọn núi huyền thoại này. Người ta nói rằng vào những năm 1970, John Lennon đã đến ngọn núi một vài lần để ngồi thiền và để bản thân chìm đắm vào nguồn năng lượng tích cực của nó. Ngọn núi là điểm nhấn của vườn quốc gia Núi Bản. Nguồn gốc bí ẩn của nó xuất phát từ quá khứ xa xưa. Một vài người tin rằng ngọn núi là hiện thân của vị thần Roman Janus. Thần Janus là biểu tượng của tương lai. Núi Bản được coi là thần hộ mệnh của châu Phi. Nó kiểm soát những người đi từ phương Tây đến phương Đông và những người đi từ thế giới cũ đến thế giới mới. Núi Bản không chỉ là biểu tượng của Cape Town, rất nhiều người còn coi nó là biểu tượng của Cộng hòa Nam Phi. Ngọn núi sở hữu nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Người dân địa phương nói rằng có hai dòng năng lượng chính chảy bên trong ngọn núi. Chúng tích tụ lại thành một nguồn năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng này khuếch đại chức năng thần kinh của khách viếng thăm và sở hữu khả năng chữa lành bệnh. Nó khiến cho Núi Bản trở thành địa điểm lý tưởng để chữa bệnh thay cho việc dùng thuốc. Thánh đường Đức Mẹ Guadeloupe. Mexico là nơi sở hữu một địa danh chữa bệnh, hay trong trường hợp này là một đồ vật chữa bệnh. Đó là một chiếc áo choàng có hình Đức Mẹ Guadeloupe. Người ta nói rằng bức hình được vẽ vào năm 1531 trên chiếc áo choàng của một người Mexico bản địa có tên là Juan Diego. Theo ghi chép bằng tiếng Anh Mỹ, vào thời điểm đó, hình ảnh Juan Diego bằng tiếng Aztec. Đó là hình ảnh nổi tiếng và được tôn kính nhất ở Mexico và toàn Nam Mỹ. Các nhà hành hương tin rằng hình ảnh Đức Mẹ có thể chữa mọi bệnh tật. Một vài người còn tôn thờ bức hình đến nỗi họ bỏ vài dặm đến thánh đường trong sự sám hối để thể hiện sự tôn kính đối với Đức Mẹ. Tôi đến đây vì lời hứa sẽ sám hối và vì một lời thỉnh cầu khác. Đức Mẹ Guadeloupe chủ yếu thu hút những con chiên đang gặp vấn đề về nghiện rượu. Họ sẽ đến thánh đường Đức Mẹ Guadeloupe và hứa rằng mình sẽ không uống rượu trong một năm hoặc hoàn toàn dừng uống rượu. Hầu hết đều thực hiện được lời hứa của mình. Khả năng chữa bệnh của bức hình Đức Mẹ Guadeloupe là một truyền thống quý báu. Người Mexico rất tin tưởng vào nó. Vì vậy, vào ngày 12 tháng 12, họ ăn mừng ngày Đức Mẹ Guadeloupe. Từ cuối thế kỷ 17, chiếc áo choàng được trưng bày ở nhà nguyện Tepeyac. Nhưng do số lượng du khách ngày càng tăng, nó phải được chuyển đến một nhà nguyện trong thánh đường, rồi sau đó đến một thánh đường mới, hiện đại và rộng lớn như một sân bóng đá. Còn bao lâu nữa cho đến khi thánh đường này trở nên quá chật chội để có thể chứa hết toàn bộ những vị khách của Đức Mẹ Đồng Trinh? Các khu rừng mưa nhiệt đới bí ẩn. Chắc chắn rằng thiên nhiên có tác dụng chữa bệnh đối với con người.
Và khu rừng nhiệt đới Amazon chính là một hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn. Những người dân bộ lạc và các nhà truyền giáo Công giáo đều tin rằng có những loài thực vật bí ẩn nằm trong khu rừng Amazon mà có thể thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên, các loài cây này đã được những pháp sư là những thổ dân da đỏ biết đến. Đối với những thổ dân da đỏ, các khu rừng nhiệt đới và khu rừng trên núi rất linh thiêng. Các khu rừng trên núi sở hữu một kho tàng hợp chất sinh hóa và những loại thuốc hiệu quả đến không ngờ. Rất nhiều loại thảo dược khác nhau. Gần một nửa nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới. Những người tham dự nghi lễ của các pháp sư ở Amazon đã chứng kiến những ca khỏi bệnh kỳ diệu. Các pháp sư tin rằng thiên nhiên là dạng năng lượng tinh khiết nhất mà thuốc Tây không thể sánh bằng. Ví dụ, loại trà Ayahuasca do các pháp sư pha chế từ các thảo mộc trong rừng Amazon không chỉ có chức năng thanh lọc và làm sạch chúng. Thông qua việc uống trà, người bệnh phát hiện ra mình đang làm sai điều gì và cần phải cải thiện điều gì. Các gia đình được kết nối lại, mọi người từ bỏ việc uống rượu. Trà là sự kết hợp giữa dây leo và một số thực vật khác. Hỗn hợp này tạo nên khả năng chữa bệnh của loại trà Ayahuasca. Ayahuasca là một chất điều khiển thần kinh và tăng cường nhận thức của con người. Nó được sử dụng để trị các bệnh như nghiện thuốc phiện, chấn thương tinh thần và một số bệnh khác. Vì thế, mọi người sống trong khu rừng Amazon đều tin rằng không ai có thể chữa bệnh giỏi như người shaman. Đều có đáp án cho riêng mình. Dù thế nào, lịch sử của những điểm đến này đã quá hấp dẫn và đầy ắp những câu chuyện khó tin đến nỗi chúng trở thành những địa điểm đáng ghé thăm, kể cả với những người không tin vào phương pháp chữa bệnh tâm linh. Rất có thể sau này, những bí mật về các địa điểm này sẽ được hé lộ. Khán giả VTV1 đón xem giai điệu tự hào tháng 12, chủ đề Cây súng và hoa hồng được lấy cảm hứng từ những văn thơ khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cách mạng Việt Nam hiện thực và lãng mạn. Với tinh thần mới của giai điệu tự hào năm 2018, cảm hứng lạc quan đó sẽ được thể hiện qua những câu chuyện về người lính hào hùng trong quá khứ, nhưng soi chiếu qua lăng kính thời đại dưới góc nhìn câu chuyện của người trẻ ngày hôm nay. Các ca khúc đi cùng năm tháng được thể hiện bằng bản phối mới, mang hơi thở thời đại, liệu sẽ đón nhận ý kiến như thế nào từ hai chiến tuyến, hội đồng bình luận và khán giả. Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Hãy chọn ra đúng, thực hiện số đặc biệt. Chương trình có sự tham gia của cán bộ học viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và các cựu chiến binh tại Hà Nội. Ca khúc Trái tim em tình yêu người lính do top nữ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang lại không khí sôi động ngay từ những phút đầu. Người chơi may mắn nào sẽ vượt qua các trò chơi chữ X bí ẩn, đếm ngược, so biển, số 7 may mắn để mang về giải thưởng có giá trị. Hãy chọn ra đúng phát sóng 13 giờ thứ 7 ngày 22 tháng 12 trên kênh VTV3. Với chủ đề Khát vọng ầu ơ, gala cuộc sống vẫn tươi đẹp, giúp khán giả hiểu hơn về hành trình tìm đến cho khán giả những hình ảnh đẹp và chân thực của ekip.